Giờ hướng nghiệp Skill khởi đầu một hành trình. 1 giờ an ninh thành phố Hồ Chí Minh, 1 giờ 20 phút chương trình văn hóa thành phố. 2 giờ thế giới đó đây Brazil bị quên lãng, 2 giờ 30 phút khám phá hành trình dưới bước chân. 3 giờ du lịch vòng quanh thế giới, châu Âu nhìn từ trên cao. 3 giờ 30 phút trước phim truyện Canada, thế giới bị mất phần 3 tập 10. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Lời đầu tiên xin được chúc quý vị và các bạn, chúc các em nhỏ một buổi tối Giáng sinh thật vui vẻ. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình thời sự tối nay. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ, phiên họp cuối cùng của năm 2007. Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thi hành luật báo chí, cả nước có hơn 700 báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình và báo điện tử. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2007. Nghị định 168 của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sắp có hiệu lực. Đảng Quyền lực Nhân dân thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Thái Lan vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, đảng này đã không giành đủ đa số tuyệt đối trong Quốc hội để thành lập chính phủ mới. Không khí đón Giáng sinh tại nhiều nơi trên thế giới với những lời chúc an lành, những thông điệp mang tới tình yêu và sự chia sẻ.